quanh nó nói cả đó nha. Đó, bực cái liền. Nằm ở đây, nằm chút xíu đi, tắm nắng đi. Lần này em về núi rồi. Trời ơi, chắc chắn kỹ hơn nè, mấy cái lên lưới ngon nè. Đó, lưới ngon đó. Lưới ngon đó. Bỏ dạ. Bỏ bỏ. Trời ơi, bỏ đi hả? Ngoài đó. Ngoài đó. Ôi trời, đứng đó ra ngoài đó. Quanh, kỳ này, quanh mắt nè. Ồ, anh anh mà không cho em thắng á là em nghỉ mấy ngày cho anh coi. Ngoài thì đó, Giao mới vừa nói xong rồi sợ không cho ngoại liền cho nha. Dạ. Trong cho nghỉ bớt hộ nghỉ luôn. Rồi, 3-1. Giết. Thả nha, quanh nó nói cả đó nha. Đó, bực cái liền. Chết thôi. Đây nè. Nằm ở đây, nằm chút xíu đi, tắm nắng đi. 2-3. Áo em 3 thôi. 2-3. Thắng nha. Ủa gió quá, gió quá. Cái gì vậy trời? Chết anh Hà ơi. Chết quá đen. Giờ nó cũng gió mà. Đen. Quanh. Ủa. Tới 6 rồi, để tới lên trên á. 6 phải không? Đó, 6 nè. 6 nè. Trời ơi, kém ghê. 6, 5. Nghe 6, chuyện sợ. Chưa, làm gì vậy? Đó. Trời ơi, tàn cơ nữa. Để thôi, nó đỡ chết rồi. Vì chính xác cái gió mà. Nếu anh chính xác anh muốn 6, 8 rồi chứ. 6 5. Quýnh thì không nhiều mà đòi điểm nhiều. Bên này là ngược gió. Đẩy nha. Cố lên. Em đi xa quá. Anh Khánh có xa. Phần vào chủ thất bại. Yeah. Rồi, chị có vậy anh giao cầu giữa giùm em vậy. Sao? Giao biên không vậy? Đây. Đẩy. Đẩy. Chỗ anh đó. Quay đi đâu? Khanh. Đây Khanh gì chắc. Ngài đi đâu? Không. Cái này có vẻ hay nè. Hay nè. Mãi dân thích gỡ quá, dán này có vẻ hay. Qua đó có thấy sự khóc lóc. Dán này có vẻ hay nè. Hợp lý. Ừ. Hay nè. Xíu thôi. Mỗi nhỏ là tạo động lực rồi. Đâu cần phải anh đánh mạnh chứ tao đâu lại tao thử sao bọn nhỏ đó sao anh nhỏ gì cũng gì phải cái phải trời ơi anh em là bao nhiêu trái bắn liền lại bắn liền nữa luôn ghét từng bắn liền đó bảy mấy bảy ba bảy một phải không bảy một bắn liền nè giao cầu ngang tập chạy vô giờ nữa bảy mấy
Quán đứng sao vậy? Trời ập xuống ngon rồi. Quán. Cái mày hay quá. Còn đi anh Khánh. Này. Chết cha. Rồi. 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 Thời gian nào đi.